Trong cuộc họp chính phủ chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh tại khu vực phía Nam. Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân là trên hết. Trước hết, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm hàng ngày thiết yếu trong cuộc sống. Vì thế, việc cấp bách lúc này đó là các ngành, các cấp đang chạy đôn chạy đáo để đảm bảo lo đủ nguồn cung thực phẩm cho bà con phía Nam và là nhiệm vụ hàng đầu thời điểm này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, số ca nhiễm COVID-19 đang tăng cao, khiến các chợ truyền thống lần lượt bị đóng cửa. Không những vậy, giờ hàng loạt hoạt động tại các chợ cũng bị rút ngắn, khiến cho việc cung ứng rau xanh cho nhu cầu của người dân cũng bị ảnh hưởng. Rau xanh đang là một món ăn vắng mặt trong bữa cơm của nhiều gia đình do nguồn cung thiếu trầm trọng. Chợ đóng cửa nên người dân những ngày vừa qua đã phải xếp hàng dài như thế này để được vào siêu thị. Nhu cầu duy nhất là được vào bên trong chỉ để mua rau và rau. Mấy chỗ khác thì em thấy rất là khó khăn. Dạ, siêu thị thì em hầu như em không mua được rau. Còn những cái chỗ khác như là ở bán lẻ ngoài thì giá tăng gần như gấp 4-5 lần, chứ không phải 3 lần nữa. Dạ, hôm nay em được giới thiệu nên em đã tới đây em mua. Dạ. Em mua cho em mà mua cho cả ba mẹ với lại những người xung quanh giùm nếu mà ai có nhờ. Ví dụ bình thường mua 10 ngàn thì giờ khoảng 12, 13 ngàn vậy đó. Nhưng mà phải đi sớm sớm chút mới còn đồ tươi, chứ còn đi trễ thì hết. Có lẽ chưa bao giờ nhu cầu mua một bó rau lại trở nên quan trọng với nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh như lúc này. Toàn thành phố chỉ còn 53 chợ hoạt động. Các chợ đầu mối cũng bị đóng cửa vì dịch bệnh, khiến nguồn cung về số ít chợ còn lại trở nên căng thẳng. Trên các mạng xã hội, nhiều người đã ví von giờ mua được rau còn quý hơn mua được vàng. Và cũng từ đây, mọi người bắt đầu san sẻ với nhau những bó rau củ là quà quê gửi lên trong lúc hiếm hoi này. Còn nếu ai đó mua được rau từ chợ thì đành phải chấp nhận mức giá cao hơn nhiều lần với trước đây. Rau củ quả rất là mắc. Mắc quá không dám mua luôn, không dám ăn rau củ quả luôn. Cái giá cả thì nó tăng hơn so với cái lúc trước có mà chợ đầu mối mở cửa, tăng cũng nhiều tăng lên 20-30% á. Chợ Nguyễn Tri Phương vừa được hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa, nhưng cũng chỉ cho hoạt động buổi sáng nên cũng chưa đủ đáp ứng hết nhu cầu của người dân. Để giải quyết tình trạng này, các tiểu thương cũng như người dân mong mỏi thành phố sẽ sớm có giải pháp khôi phục lại hoạt động của một số chợ truyền thống. Không ít người dân đã đổ xô đi tích trữ lương thực thực phẩm. Thống kê tại một số hệ thống phân phối cho thấy nhu cầu tiêu dùng của người dân thành phố Hồ Chí Minh tăng từ 10 lần trở lên trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Dù đã lường trước được nhiều kịch bản ứng phó, nhưng vẫn không tránh khỏi được tình trạng thiếu hàng cục bộ ở một số thời điểm nhất định, đặc biệt là đối với nhóm hàng tươi sống. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phân phối đã phải đưa ra nhiều giải pháp mang tính thời điểm để từng bước ổn định nguồn hàng cho dân. Phóng viên Ngọc Quý sẽ thông tin chi tiết từ một siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì hàng ngày cứ vào khoảng tờ mờ sáng thì những kiện rau như thế này sẽ đến với các hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên hiện nay thì do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho nên là hoạt động vận chuyển cũng như là phân phối hàng nông sản, hàng tươi sống gặp rất là nhiều khó khăn. Và do đó để có được những mặt hàng nông sản như thế này xuất hiện trên bàn ăn của người dân thành phố Hồ Chí Minh thì cần rất nhiều sự nỗ lực của các đơn vị liên quan. Nói chung nó cũng rất là khó khăn cho cái nhà phân phối với cho anh em ấy, nhưng mà cũng rất là thông cảm cho chính quyền đã đưa ra cái đề nghị để mình cùng nhau dập dịch. Hàng ngày em vào những việc phải tiếp xúc với cả ngàn khách hàng, dù khối lượng công việc tăng rất nhiều, mình phải cố gắng làm việc vì đây là những mặt hàng thiết yếu cung cấp cho người dân sử dụng hàng ngày. Còn đây là một trong những điểm bán hàng lưu động đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm giải tỏa một phần áp lực cho các siêu thị và chợ truyền thống. Ba nhân sự được siêu thị điều động đến trực và lưu trú tại điểm bán trong suốt 15 ngày giãn cách. Người dân phải xếp hàng, mỗi lượt 5 người di chuyển thẳng, chỉ một lối vào ra, mua sắm đủ dùng và phải luôn đảm bảo giãn cách. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ toàn lực cho điểm bán. Ở đây chúng tôi ưu tiên nhất là về nhiều đợt cho bà con. Thứ hai nữa là về giá cả, giá ở đây là giá bình ổn để cho bà con an tâm mua sắm. Nỗ lực là đã rõ, tuy nhiên khi các chợ đầu mối và chợ truyền thống vẫn chưa thể tái hoạt động, các hệ thống phân phối với lượng khách hàng lên đến hàng triệu người mỗi ngày thì khó khăn lớn nhất hiện nay chính là đảm bảo bằng được chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đối với hệ thống bán lẻ hiện tại của chúng tôi không có tăng giá một cách tự do.
Thì nếu như mà chúng tôi bị dẫn đến cái chuyện là không có đủ nhân sự bán hàng cũng như là các cái điểm bán của chúng tôi thì đóng cửa nhiều, thì cái việc mà bình ổn giá cũng như vấn đề an sinh nó sẽ bị ảnh hưởng khá là nghiêm trọng. Ngoài cái lực lượng ở tuyến đầu chống dịch thì những lực lượng shipper giao lương thực thực phẩm nhỏ lẻ là hết sức cần thiết, và ngành y tế cần phải đưa những cái việc này vào việc theo dõi y tế, bởi vì nhu cầu xã hội cần lực lượng này là có thật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây cũng đã ra công văn khẩn đề nghị trước mắt các địa phương cần chỉ đạo các ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ưu tiên tạo điều kiện tối đa cho lưu thông tiêu thụ nông sản, đồng thời ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lao động tham gia chuỗi cung ứng. Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 7 ngày giãn cách theo nguyên tắc của chỉ thị 16. Theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi đúng hướng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, để 7 ngày cuối cùng không bị lãng phí, Thành phố Hồ Chí Minh còn rất nhiều điều phải làm, chứ không chỉ tập trung lo nguồn cung thực phẩm cho người dân. Các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Nhìn lại quãng thời gian 7 ngày vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá vẫn còn nhiều thiếu sót trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, vẫn còn nhiều bất cập trong quy trình xử lý và điều trị F0 như thời gian điều chuyển F0 từ địa phương đến các bệnh viện còn chậm. Công tác điều chuyển F0 từ tuyến cơ sở lên tuyến trên vẫn còn lúng túng. Rút ngắn thời gian chờ đợi để chuyển các ca F0 đang được điều trị tại bệnh viện tuyến quận huyện có dấu hiệu chuyển nặng đến các bệnh viện tuyến trên, giao cho Sở Thông tin Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế đề ra các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập ngay đường dây nóng, có trách nhiệm nắm chắc khả năng tiếp nhận của các bệnh viện điều trị ở tuyến trên, tiếp nhận thông tin của quận huyện về trường hợp F0 đang chuyển nặng và kịp thời điều phối chuyển bệnh nhân đến bệnh viện điều trị gần nhất. Cũng trong 7 ngày vừa qua, dựa theo số liệu được phân tích cho thấy, phần lớn các ca phát sinh mới đều trong khu cách ly và khu phong tỏa. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, không loại trừ có sự lây nhiễm chéo giữa các khu này. Trong 7 ngày tới, chúng ta cần đặt mục tiêu giảm dần số ca F0 tăng mới từ các khu cách ly và khu phong tỏa. Từ đó, đề nghị các đơn vị cá nhân khẩn trương triển khai các nội dung sau. Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với các đơn vị có liên quan phân tích tình hình phát sinh ca nhiễm mới tại từng khu vực hàng ngày để làm cơ sở đánh giá nguy cơ, nhận định khả năng lây nhiễm chéo tại các khu vực, giúp cho ban chỉ đạo thành phố và quận huyện kịp thời đề ra các đối sách phù hợp. Bên cạnh đó, với số ca nhiễm tăng mạnh như hiện nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu phải giảm áp lực cho khối điều trị để khối này tập trung xử lý các ca bệnh nặng, tránh để xảy ra trường hợp tử vong. Thành phố cũng tập trung vào việc nâng cao năng lực xét nghiệm của thành phố. Công tác xét nghiệm vẫn còn tập trung đông người, đôi lúc trả kết quả còn chậm, nhiều nơi vẫn chưa thành lập các tổ xét nghiệm để kịp thời tháo gỡ khó khăn khi đưa vào hoạt động các khu cách ly mới. Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký quyết định thành lập trung tâm mua sắm thiết bị y tế tạm thời. Trong thời gian còn lại của việc giãn cách xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị chức năng 100% tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức phải lập tổ hỗ trợ và phản ánh nhanh tại địa phương, vận hành ngay đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân phiền hà vì những hành xử của cơ quan chức năng.